Xin chào bà con. Nhiều năm nay thì ở huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long, cái phong trào nuôi dê đang khá phát triển. Một phần là bởi vì ở huyện này thì đa số là bà con nông dân thường trồng màu, trong đó là cái diện tích cái dây khoai lang Nhật á, thì bà con trồng ở đây rất là nhiều và gần như là quanh năm. Cho nên khi mà bà con thu hoạch khoai lang thì thường là bỏ cái dây lang như vậy, cho nên nhiều bà con đã chăn nuôi cái con dê này để tận dụng cái nguồn thức ăn sẵn có là cái dây khoai lang như vậy. Và cái phong trào nuôi dê cũng đã phát triển ở rất nhiều xã trong huyện của Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Và đặc biệt là khi nhiều cái con vật nuôi khác có nhiều bệnh, ví dụ như là trên đàn trâu rồi đàn bò, vừa rồi đã xảy ra nhiều cái dịch bệnh về lở mồm long móng chẳng hạn, thì nguy cơ tiềm ẩn rủi ro và cái lợi nhuận mà từ con chăn nuôi với con trâu bò, con heo nó cũng bị ảnh hưởng. Do đó chăn nuôi đàn dê thì thường đem lại cái lợi nhuận kinh tế cao hơn, và giá dê thương phẩm cũng như là dê giống thì cũng đang ở mức cao và hút hàng. Và trong video ngày hôm nay thì Chuyện Nhà Nông sẽ chia sẻ với bà con một cái hộ nuôi dê đã khá thành công và có kinh nghiệm ở huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long để bà con cùng tham khảo. Và trước khi vào trò chuyện với người nông dân này thì cũng rất mong bà con cô bác đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là theo dõi các video tiếp theo của Chuyện Nhà Nông. Xin cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Năm nay thì mình nuôi là tất cả được bao nhiêu cặp dê bố mẹ? Cũng được mười mấy con dê bố mẹ. Thì mấy năm trước thì tôi ở Sài Gòn về là tôi thấy cái lên một cái mạng, tôi thấy cái nuôi dê thịt này nó có hiệu quả. Thì tôi mới đi mua được ba con dê. Ba dê thì tôi làm chuồng nên mà tôi nuôi lúc đầu cũng nản lắm. Nhưng mà khi mà nó đẻ ba con đó, nó đẻ ra tới 10 con. Vậy là một con đẻ ba, rồi một con đẻ bốn. Như vậy là ba con nó đẻ, như vậy là 10 con dê con. Cái sao tôi thấy nó cũng ham. Rồi tôi mới là nhân giống ra đó, rồi tôi mới nuôi tiếp nữa, tôi mới tống chuồng gà ra bên đây nữa. Thì sau khi nuôi rồi dê là mấy cái năm đó nó cũng rớt giá, nó cũng không có được rất khoái cho mấy. Rồi bắt đầu là sau này lại là bắt đầu nó lên giá lại, rồi cái vùng mà dê con để người ta mua về để nuôi đó. Nó nhiều hơn. Thì từ đó tới sau thì tôi mới để từ ba con dê giống mà giờ tôi được mười mấy con dê giống. Mười mấy con dê giống này là để một năm là nó hai lứa. Thì một năm hai lứa là do đó là tôi nó đẻ ra chừng 2 tháng ngoài là người ta lại bắt. Mà tôi yêu cầu, ví dụ có khi tôi cũng yêu cầu người ta để gán để cho tôi 3 tháng mới bắt. Ăn nó bú sữa bớt đi để mà bắt sớm quá vô chuồng nặng sữa cực lắm. Nhưng mà có chỗ người ta khoái quá nên người ta bắt đại. Đó, mình cũng chịu thôi. Đó, thì ví dụ là tôi mỗi đẻ một lứa như vậy là được cái ở 30 con dê. Thì 30 con thì được cái tôi bổ đồng là con là dê đực thì bán cũng được 2,2 triệu. Dê cái thì bán cũng được 1,5, 1,6, 1,4 cũng có. Như vậy là một năm thì nó sản xuất cho tôi được 60 con dê con, thì tôi cũng kiếm là cả 100 triệu trên 100 triệu.
Thì đó là tôi tận cái nguồn thức ăn của con dê này thì nó cũng quá dễ thôi. Thì tại vì đó là ở cái khu vực là Bình Tân nè, cái huyện Bình Tân nói chung á, thì người ta cuốc dê khoai rất khoai lang rất là đại trà, mùa nào cũng có hết. Như vậy là tôi mới là đi là thấy cái dây khoai này này, cái người ta phát dây người ta bỏ mới lụm hốt vô bao đem chở đem về cho nó ăn. Thì từ đó cái nguồn thức ăn của nó này coi như là nó nhẹ, rất là nhẹ cái chi phí lắm. Tại vì mình bỏ công ra rồi là đổ 30.000 xăng là mình đi được 3-4 ngày thì nó cũng không có tốn gọi là bao nhiêu. Mở ra từ đó cái tôi mới khoái, tao tôi duy trì được tới bây giờ luôn. Như vậy là một cặp là nó là con bịch thì 2 triệu mấy? 2.2 triệu có. Con cái thì cỡ 1.4-1.5 triệu có. Một cặp khoảng 4-5 triệu. Đó. Vậy là cái rau lan này hoàn toàn là đi xin được. Đi xin người ta phát người ta bỏ. Dạ. Bỏ người ta lấy cái cũ thôi. Dạ. Còn cái dây này là toàn là người ta bỏ hết. À, còn mình đi là đem hốt đem về. Yeah. Hốt đem về để dành cho ăn 2-3 bữa vậy đó. Vậy là đa số là mình bán con giống chứ chưa được mà nuôi để bán thịt nữa. Có. À, cũng như hôm trước thì tôi cân dê thịt đó thì được 130. Rồi hồi mới nuôi là khởi đầu là dê thịt đó là tôi bán có được 102.000. Dạ. 101 hoàn là thấy ngon rồi đó. Từ đó tới sau cái dê nó nhẵn đi, nó sụt rồi còn 190 mấy, 180 mấy đó. Rồi sau này lại lên tới 150, 160, rồi cái sau này nó tụt lại là còn 130 thì hôm trước tôi cũng bán được một số rồi, hình như là bữa nay là tôi nghe giá dê là nó lên tới 140 lại rồi. Thành ra cái giờ cái vụ con giống này là nó hút nhất, bán chạy nhất. Người ta cái số cái thì dê cái người ta mua về người ta nuôi để làm giống phát triển. Còn cái số dê đực cái về người ta nuôi người ta dỗ béo để mà người ta bán dê thịt. Như vậy anh, thường là cái con dê này ấy, mình chăm thì nó có những cái bệnh gì anh? Thường là nó bị tiêu chảy. Tiêu chảy là do mình đi lấy cái sợ dây lan và cỏ đó, mình không có thể là không gặp chủ. Rồi người ta xịt thuốc rồi là mình không có hỏi được, rồi lấy nhầm cái dây khoai thuốc đó về ăn bị tiêu chảy. Bị tiêu chảy rồi cái là tôi trị thông thường nhất là chặt lá chuối. Lá chuối non. Lá chuối non, chuối già cũng được hết. Dạ. Để vô cho nó ăn, cái chát của nó là nó cầm lại hết. Như vậy thì ngoài ra thì nó có nhiễm giun sán gì không anh? Mình có phải tẩy giun kia? Có chứ. Có nghĩa là con dê mà mình muốn nuôi đó thì tách bày ra xong rồi là mình phải chích cái mũi sổ lãi cho nó. Ví dụ như con dê nó phát triển tốt cũng nên chích nữa. Dạ. Chích mình ngừa trước. Dạ. Còn là chuồng trại thì cũng có thể là mình cần vệ sinh cho nó sạch. Dạ. Còn nếu mà mình cái chuồng trại mình để không vệ sinh sạch thì con dê nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ghẻ lỡ cái miệng của nó thì nó làm mất sức con dê, nó có nghĩa là nó ăn không được mạnh. Dạ. Thành thử ra cái chuồng trại mình cũng nên cần vệ sinh cho nó sạch. Dạ. Rồi cái con dê nó có bị như lông móng gì như trâu bò không anh? Không có. Hồi tôi nuôi tới giờ là không có cái vụ đó, mà chỉ nó có cái bụng cái thứ nhất là con dê bị tiêu chảy. Dạ. Với con dê con nhiều khi nó bú không tiêu, nó bị trướng bụng lên thì cái đó là mình có loại cái men mà men tiêu hóa sống của thú y bán. Dạ. Mình mua để sẵn đó rồi là mình cho nó uống là nó hết rồi. Dạ. Chứ còn cái chuyện mà lỡ mồm lỡ uống thì không có, mà cái con dê nuôi là nó rất là thư thái, là mình ít có chăm sóc nó nhiều mà nó không có bệnh hoạn. Dạ. Có nghĩa là nó, tôi vừa kể là hai cái chứng bệnh trên đó là cái tiêu chảy với cái chuồng trại mà không sạch thì nó bị ghẻ thôi. Ghẻ thì mình có mua loại thuốc về mình xịt nó. Dạ. Chứ là tôi cũng thường thường là ở đây là cái bên cái nông nghiệp xã nó có đem thuốc lại,
lâu lâu là nó đưa cho một chai thuốc gì đó là để dành xịt đó là diệt trùng, diệt trùng chuồng trại. Thì như vậy là nó dặn là một tuần á là xịt chuồng trại, xịt lên con dê cũng được mà vô chuồng trại hết ăn cho nó diệt khuẩn diệt trùng. Thì như vậy là tôi cũng 10 bữa là tôi xịt mà lần 10 bữa tôi xịt lần vậy đó. Con dê thấy nó cũng không nuôi tới giờ thì cái bệnh cái gì thì tôi không thấy, chỉ thấy có cái bệnh là thông thường chỉ tiêu chảy rồi nhiều khi chuồng trại không sạch thì nó bị ghẻ vậy thôi, rồi mình chỉ rồi nó hết liền không có gì. Như một con dê cái thì mình nuôi thì thời gian bao lâu thì bắt đầu nó lên giống này? Cái con dê cái là nếu mình nuôi mua dê con á thì tách bầy là thường thường là 3 tháng là tách bầy về nuôi là cả chừng thêm 2 tháng nữa là nó lên giống rồi. Nhanh vậy? Nhanh lắm. Mà nhiều khi mới tách bầy ra nó lên giống cũng có nữa mà nhưng người ta không phủ. Bởi vì nó còn nhỏ quá, phủ sợ sau này con dê nó không có phát triển lớn. Thành thử ra người ta để cho nó lớn lớn chút là người ta phủ. Mà nó vừa phủ con dê nó vừa có chữa thì nó vừa lớn, nó cũng phát triển ngon lắm. Như giống dê thì nó có mấy loại giống này? Lúc đầu thì tôi nuôi dê mặt sọc, là dê gọi là dê Hòa Lan á. Còn nước trước nữa thì có dê cũng là dê Bắc Thảo. Dê Bắc Thảo thì nó đen nhưng cái mặt nó không có sọc như vậy. Rồi sau này lại là tôi mới phát triển là dê bo. Dê bo thì nó có là màu trắng có, rồi màu kem có, rồi màu sô-cô-la có. Rồi cũng như con đực cổ đằng đẵng cái đầu nó đỏ đỏ là coi kêu bằng dê đầu đỏ. Thì nó còn con dê bò, mà bò nó cũng đo, nó cũng có đủ loại hết trơn vậy đó. Ví dụ như con dê này nè nó cũng cần đẻ rồi nè. Bụng bự đó thấy không? Rồi cái nó đẻ ra 2, 3 con, 4 con thì mỗi ngăn nó ở 3, 4 con mà. Rồi là sáng mà chiều mà thấy cỏ gì một cái nghe nó đầu nó rút rút ra giờ thấy đen trắng lư ở trơn. Cũng có ba mình có cho nó uống nước nè. Có chứ. Còn nghĩ nếu mà người ta mà có công việc làm á thì người ta sẽ mua thức ăn chở gì á. Cái này tốt hơn nè anh ba. Anh như ví dụ như là kỹ thuật làm chuồng trại đấy thì anh có thể lưu ý một số các cái đặc điểm gì không? Cái chuồng trại lúc đầu là tôi không biết làm, tôi đóng cái vạc nó khít vậy nè. Nó khít quá đó rồi cái nó có thể là nó thải phân ra cái nó không gớt, nó mắc kẹt trên đó. Rồi mỗi lần vậy rồi mắc vô vệ sinh chuồng trại nó cực lắm. Sau này tôi kinh nghiệm mà tôi đóng cái kẻ nó thưa vậy nè. Thưa về cái là nó nhẹ vệ sinh chuồng trại. Thành thử ra hình như là tôi không có vệ sinh, chỉ vệ sinh máng thôi. Vệ sinh hốt qua cái cỏ cù đó nó rồi bỏ ra rồi bỏ cỏ mới vô vậy thôi. Giờ muốn tốt ha. Muốn bói của nó là. Cái con dê này mà nó lớn đấy thì nó khoảng bao nhiêu ký anh? 80 ký. Như thường cái con cái nó đẻ đều không anh? Dê của tôi đó giờ tôi nuôi nó không bao giờ đẻ một con. Mà nó đẻ từ 2 con đến 3 con đến 4 con, mà 3 con là với 4 con là nhiều nhất. Mà đẻ nhiều thì nó cực cái chăm sóc đó. Cũng như cái con dê này là bữa đó nó đẻ rồi tôi hay chậm, nó đẻ 3 con nó ngợp chết hết con còn 2. Đẻ dê thường thường đó đây nó đẻ 3 đẻ 4 thôi mà. Còn bốn có 2 con vậy mà cũng có ít. Vậy đất. Vậy